Nghe thế này nha. Cái mấy nhỏ bên này cũng già. Mình lớn nè. Bỏ xuống con nó cũng bự, con bỏ cái gì cái bụng nó bự. Rồi vô một con. Con này nhìn phía ngoài cái bụng nó sơ hai chân bự. Con này nó đẻ trứng giống trứng thằng lằn. Mà trứng của nó thì nó dính vô cái cây hay là cái tường hay là cái vật gì rồi cảm giác như nó chắc chắn nó dính chứ gì đó. Mấy tháng ngày ba tháng rồi đêm nó mới nở. Con của nó chừng nở ra chừng bằng con thằng làng thạch sùng rồi. Mới nở ra bằng con thạch sùng. Mới này đi rùi quá. Mới này đang ăn được rùi với muối. Con này nó ăn cái mồi động. Dế bò là nó được nha. Không có con trong đó. 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 Dế bò dế nó được nha. Kìa bụng bự anh còn đau bụng bự rồi sụp đẻ hay gì vậy. Rồi còn nhiều nữa. Nghĩ là còn mấy con, còn mấy dế, con bự, con gà, chậm chạp bụng bự chậm chạp ăn cũng chậm nghe nghe. Con này cái dế chạy cái dế bò cái dế bò này mấy nhỏ này nhé ăn xong chạy vô. Mười kia nước nhìn này không chứng chừng đứt cái chừng nghe nói không cái dách chừng thủ cao tận tật rưỡi vậy nhảy cái nhảy từ dưới đất hay lên. Rồi hết trơn rồi.
vàng dế. Video kết thúc nha các bạn.